Dạ vâng, gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các anh em đam mê bẫy cò. Thì hôm nay làm cái video ngắn để giới thiệu tới anh em những cái sản phẩm chuyên dụng dùng để bẫy cò, bẫy vạc mà đơn vị bên em đang bán ở trên thị trường. Về cái mẫu sản phẩm đầu tiên thì em xin giới thiệu tới anh em đó là loại que. Thì que đây nó có gồm hai loại nhé các bác nhé. Đấy, hai loại, một loại là que công nghiệp, một loại là que thủ công. Thì về cái que công nghiệp này, nguyên liệu để làm nên chiếc que này thì nó được làm liên kết bằng những cái lan sợi thủy tinh. Cái lan sợi thủy tinh thì que này mà anh em nào mà gần những cái quán bán vật tư về chim cảnh ấy, thì anh em ra đấy mua về tự gia công được thì rất tốt. Đấy, giá cả của nó thì hợp lý, vài trăm nghìn đồng một kg thôi, hơn 100.000 đồng một kg. Đấy, nó tầm rơi vào tầm 150 đến tầm 160.000 đồng một kg. Đấy, một kg thì anh em cắt ra thì được thường thường từ 300 đến 400 que. Đấy, do anh em cắt đánh cỡ nào, nếu mà ngắn ví dụ tầm 48 phân thì anh em cắt được tầm khoảng 300 que. Còn là về một que thứ hai là que thủ công. Đấy, nguyên liệu để làm nên cái que này thì được làm bằng cây tre ấy. Thì đã được bót rất là sạch sẽ này. Que tre này thì được bót bằng lan cật anh em nhé. Đấy, những cái hàng ruột thì em bỏ đi, đấy, không bót gửi tới tay anh em, mà bót cho anh em là những cái hàng lan cật như thế này. Thì để nó tăng thêm cái tính bền bỉ khi anh em sử dụng ấy. Thì que này thì được bót rất là tròn và đẹp. Đấy, với giá cả của nó hiện tại thì chỉ rơi vào 1.000 đồng một que thôi. Còn là cái que công nghiệp này thì nó là 700 đồng một que anh em nhé. Đấy, rất là rẻ, phù hợp cho anh em đi bẫy kinh tế cũng được mà đi bẫy giải trí cũng được. Còn là về cái mẫu sản phẩm thứ hai thì em xin giới thiệu tới anh em đó là loại keo. Keo này thì là keo công nghiệp anh em nhé, keo sạch. Đấy, với tính năng của nó thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Về cái độ nhận biết của cái keo này thì nó là một màu trong suốt như thế này. Đấy, không có bị vẩn đục và không có mùi. Thì keo này thì anh em có thể đánh được nhiệt độ từ 16 độ C cho tới 37 độ C. Đấy, nếu mà 16 độ thì đánh keo nó không bị co, và trên 37 độ C thì keo nó không bị tan chảy. Đấy, đánh cò đánh vạc vào buổi đêm với cả buổi sáng sớm là rất chi là hợp lý. Với cái giá cả thì rất là rẻ, anh em mua càng với số lượng nhiều thì keo càng rẻ. Đấy, keo này đặc biệt cái là nó không dính tay dính chân anh em nhé. Đấy, khi anh em cắm như ở bờ anh em chạy đi thì không lo là cái keo này nó dính vào chân. Đấy, nó lôi que lên lại phải quay lại dạo. Đấy, rất là tốt. Keo này đặc tính nữa của nó là không bao giờ bị thối. Đấy, đánh chỉ có hết keo thôi, không bao giờ keo bị chết, bị thối. Như những cái keo anh em bập vào thân cây nhựa ngày xưa anh em lấu lên thì đánh hay bị thối. Còn keo này thì anh em cứ đánh thoải mái, ruồi muỗi bâu vào, nếu ví dụ anh em đánh vào buổi ban đêm hay sáng sớm, ruồi muỗi hay là những cái con côn trùng nó bám vào keo ấy, về thì anh em chỉ việc phơi nắng ra là nó khác tự nhả cái con đấy ra. Đấy, anh em lại lấy lại keo thì anh em đánh tiếp. Còn keo này thì bên em bán là ít nhất là 5 lạng. Đây, hộp 5 lạng đây anh em nhé. Đấy là 500 g. Đấy, và với số lượng anh em mua những cái hộp nhỏ như thế này thì bây giờ đang tính vào 250.000 đồng một kg. Thì anh em mua một lọ như thế này thì giá của nó thì đắt hơn vài chục nghìn. Đấy, còn anh em mua một lọ nửa cân thì giá 1 cân này thì giá nó lại rẻ hơn cho anh em mấy chục nghìn. Đấy, anh em cứ tính làm sao mà mua phù hợp với mình đánh những cái con gì. Đấy, ví dụ đánh nhiều cò, đánh nhiều vạc thì anh em mua khoảng độ tầm 5-10 kg thì nó lại một giá khác. Thường thường thì một cái hộp 1 kg này thì anh em đánh được từ 4 đến 500 con cò. Đấy, thì em cũng đi đánh rồi thì em biết keo thì rất là rẻ, mà cái lợi nhuận mình đánh được thì khi bán cò với giá thương phẩm thì rất là cao. Em ở Bắc Giang giá cò bây giờ hiện tại đang là 35 đến 40 nghìn đồng một con. Các bác ở tất cả khu vực không biết giá cò thương phẩm có cao không, nhưng mà Bắc Giang em giá rất là cao. Anh em có những anh em, có những các chú các bác đi bẫy, nói chung là ngày vẫn kiếm được 500-700 nghìn. Rất là, nói chung là đánh được cò và cái tiền mà mình thu được từ con cò đấy rất là cao khi bỏ ra những cái đồng tiền rất rẻ mua những cái sản phẩm chuyên dụng. Còn về cái mẫu sản phẩm thứ ba thì em xin giới thiệu tới anh em đó là cái con cò trắng. Thì đây là cái con cò giả này. Đấy, những cái sản phẩm này thì anh em nào mà tự tay làm được thì là tốt nhất, mà không có thời gian làm thì mới phải điện đến cho em. Thì em vẫn cung cấp những cái đồ này đấy, phụ kèm cho anh em. Anh em nào không có thời gian muốn đi bẫy thì cứ alo trực tiếp cho em thông qua hai cái số điện thoại để góc màn hình video. Còn con cò này làm thì rất là dễ, anh em cắt làm sao mà nó cho được một hình vuông này. Đấy, nguyên liệu thì làm bằng xốp anh em nhé. Đây là xốp mềm, còn đây là xốp dẻo, cái cổ của nó là xốp dẻo. Đấy, anh em có xoắn có bẻ đến mấy thì nó không bị gãy được. Còn để làm nên cái mỏ như thế này thì anh em cắt tạo hình một cái mỏ và anh em cuốn cái băng dính vào.
đấy, mắt thì chấm cho nó hai cái lốt bút, bút dạ thì đã thành con cỏ trắng bỏ vàng rồi. Đấy, chỗ đây thì anh em rạch lấy một cái khe, kiếm một con dao sắc là làm được rồi, rạch cái khe để đút lỗ cổ con cỏ. Đấy, thì anh em đút vào thì hình thù nó rất giống con cỏ trắng anh em nhé. Cái giá cả thì em bán rất là rẻ, vài chục nghìn đồng một con thôi. Đấy, đây là những cái sản phẩm chuyên dụng dùng để bẫy cò, bẫy vàng. Đấy, anh em nào mà xem được cái video này có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp cho em thông qua hai cái số điện thoại em để góc màn hình video. Còn một video ngắn thì em xin giới thiệu qua về những cái sản phẩm này. Chào toàn thể các anh em.